Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ điều chế thuốc nổ đen cho các bạn xem nhé. Đầu tiên thì các bạn phải chuẩn bị cho mình là lưu huỳnh này, KClO3 này và than các bạn nhé. Đấy. Thì mình pha với công thức là 6 KClO3, 5 than và 2 lưu huỳnh. Đấy. Mình dùng khá là nhiều công thức rồi thì mình thấy đây là cái công thức mà mạnh và hiệu quả nhất nhé. Đó. Đầu tiên thì sẽ đong các bạn đong cho mình 6 thìa KClO vào. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ đong cho mình 2 thìa lưu huỳnh nhé. Rồi, tiếp theo là 6 thìa than 5 thìa than các bạn nhé. Rồi, sau khi mà các bạn là đong thuốc xong ấy, thì các bạn là cho vào cái lọ cho mình nhé. Các bạn kiếm cái lọ, các bạn đổ thuốc vào. Đó. Các bạn lấy cái thìa các bạn trộn đều cho mình nhé, để cho thuốc nó mịn ra nhé. Rồi, đấy, thì vừa thuốc đã được các bạn nhé. Đó. Thì vừa mình sẽ mang đi test các bạn nhé. Ok, thì vừa mình sẽ test thuốc cho các bạn nhé. Đấy, thì đây là thuốc nổ đen này các bạn này. Đấy, còn đây là mình sẽ lấy một ít thuốc nổ trắng cho các bạn nhé. Đó. Đây thuốc nổ đen mình vừa pha xong này. Đó. Đó. Còn đây thuốc nổ trắng các bạn nhé. Đó. Rất là mạnh luôn. Rồi, thì video mình sẽ kết thúc tại đây các bạn nhé. Đấy, nếu bạn nào thấy hay thì hãy cho mình một like và một chia sẻ và đăng ký kênh để mình tiếp tục ra nhiều video hơn nhé.